Lý Ký Trảm Xà. Vùng Mân Trung ở Đông Việt có ngọn Dung Lĩnh cao mấy chục dặm. Trong hang ở khe núi phía tây bắc có một con rắn lớn, dài 7-8 trượng, mình to đến hơn chục vây. Dân ở nơi đó vô cùng kinh sợ. Người của chúng ta đã chết không biết bao nhiêu mà kể, nhưng con rắn vẫn tác oai tác quái. Đồ úy, ngài xem chúng ta có thể lập đàn tế để vỗ yên con rắn này không? Tôi nghĩ là ổn. Quan nguyện ngài hãy cho tiến hành xem thế nào. Thế là mọi người giết trâu bò dê tế bái. Cầu xin ông rắn nhận lễ này mà tha cho người dân chúng con. Ta muốn ăn thịt đồng nữ 12-13 tuổi, không dâng cho ta thì cả làng gặp họa. Thế là mọi người tìm con gái sinh ra trong nhà nô tỳ và con gái nhà tội nhân trước đem về nuôi. Sau đợi đến kỳ tế vào mùng 1 tháng 8 thì đưa đến cửa hang rắn. 9 năm qua rồi, năm nào cũng phải tìm thiếu nữ dân rắn. Tôi thật không cam lòng. Không cam lòng thì sao? Anh có diệt được rắn tinh không? Sắp đến ngày tế mà chưa tìm được người đây, con rắn lại lồng lên. Thưa cha, người dân đã phải chết quá nhiều. Năm nay con tình nguyện trở thành vật tế rắn tinh. Không được, con là do cha mẹ đứt ruột đẻ ra, nuôi cho con khôn lớn, không thể đem làm thức ăn cho con rắn độc ác đó được. Cha mẹ vô phúc chỉ sinh được 6 người con gái, chẳng ai nối dõi, lại phải nuôi cơm tốn áo mà không thể phụng dưỡng cha mẹ, sống chẳng ích gì, chi bằng bán con đi, đổi lấy chút ít tiền, lấy tiền đó để đỡ đần cha mẹ phần nào, há chẳng tốt sao? Không, có chết mẹ cũng không để con đi. Con bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ. Nếu có thể toàn mạng quay về, con xin được báo ơn sinh thành. Kẻ đánh trống dưới kia là ai? Có việc gì cần trình tấu? Con là Lý Ký, con gái của Lý Đảng ở huyện Tương Lạc, đến xin làm vật tế rắn tinh. Khấn xin quan trên ban cho con một thanh bảo kiếm và một con chó săn. Chị khiếp nhược nên bị rắn ăn thịt, quả thực là đáng thương. Quốc vương Đông Việt nghe được chuyện, bèn cưới Lý Ký làm vương hậu, bái cha của Lý Ký làm Tương Lạc lệnh, mẹ và các chị đều được ban thưởng. Từ đó, vùng Đông Trị không còn xuất hiện yêu quái. Ca dao ngợi ca chuyện Lý Ký chém rắn đến nay vẫn còn lưu truyền. Câu chuyện Lý Ký Trảm Xà chính là bài học cho ngày hôm nay, khi những chính quyền vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi sự an nguy của người dân,
khom lưng cúi đầu trước lực lượng tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đêm đen tuyệt vọng ấy, thì tinh thần quả cảm và tài trí của một cô bé 13 tuổi chính là hy vọng. Tựa như ánh mắt kiên định của những cô cậu học sinh ở Hồng Kông vào thời khắc đối diện với kẻ hung ác bạo tàn. Kẻ ác vốn không mạnh, chỉ có ta khiếp hèn, khen cho nàng Lý Ký tuổi nhỏ mà tài cao, nào có sự năng động, lại thương dân lầm than. Trước sau bố mai phục, rắn tinh kia hết đời, chuyện xưa nay kể lại, chính nghĩa thắng gian tà. tinhhoa.net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.